Hoa Kỳ tưởng niệm nạn nhân trong biến cố 11 tháng 9. Hàng ngàn thân nhân của nạn nhân, những người còn sống sót, những người giải cứu trong cuộc khủng bố 11 tháng 9 đã tổ chức lễ tưởng niệm tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania đã tham dự lễ tưởng niệm cuộc tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ vào trong một buổi lễ tại đài tưởng niệm Towers of Voices gần Shantville, Pennsylvania. Và trong khi Phó Tổng thống Mike Pence đã dự lễ tưởng niệm tại Ngũ Giác Đài. Gần 3.000 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9, giữa lúc cuộc khủng bố đang trỗi dậy và tấn công bất ngờ theo cách thức mà nhiều người Mỹ không thể tiên liệu. Sau 17 năm biến cố 11 tháng 9, vẫn định hình chính sách chính trị và kinh nghiệm an ninh của Hoa Kỳ từ phi trường đến các tòa nhà và văn phòng. Như một lời cảnh cáo sau lễ kỷ niệm năm ngoái một chiếc xe tải đã tấn công đám đông, giết chết 8 người tại Trung tâm Thương mại Thế giới vào đêm Halloween. Vào tháng 12, một kẻ đánh bom tự sát đã đặt một quả bom trong lối đi tàu điện ngầm gần quảng trường Times Square. Các nhà chức trách nói rằng nghi phạm trong hai cuộc tấn công đều bị các nhóm cực đoán của nhà nước Hồi giáo kích động. Lễ kỷ niệm 11 tháng 9 năm nay đã lặp lại những nghi thức quen thuộc, đọc tên của các nạn nhân đã khuất vài giờ sau buổi lễ hai ánh đèn chùm sáng lớn với tên tribute to light sẽ được chiếu lên trời để tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc tấn công lễ tưởng niệm năm nay diễn ra trước thềm bầu cử giữa kỳ nhưng một số người đã nỗ lực tách lễ kỷ niệm trang nghiêm này khỏi các hoạt động chính trị nhóm september 11 day đã yêu cầu các ứng cử viên không tổ chức vận động hoặc chạy quảng cáo chính trị trong buổi lễ các nhà tổ chức sự kiện cũng không cho phép các chính trị gia tham dự. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp cao, rối loạn sau chấn thương và các bệnh khác đối với những người trải qua biến cố 11 tháng 9. Khoảng 38.500.000 người đã nộp đơn xin bồi thường và hơn 3,9 tỷ Mỹ kim đã được đền bù. Một ca tàu điện ngầm bị tấn công trong cùng biến cố đã được xây dựng và mở cửa trở lại vào thứ bảy. Trung tâm thương mại thế giới cũng đang được tái xây dựng và mở cửa hồi tháng 6. Một trung tâm biểu diễn nghệ thuật đang được phục hồi, tuy nhiên bị đình chỉ, thi công vào tháng 11 để tập trung sửa chữa một nhà thờ chính thống Hy Lạp bị tấn công. Các dự án tái khôi phục các công trình này gây ra nhiều vấn đề về tài chính. Ông Kim Jong-un đề nghị Tổng thống Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhận được một lá thư từ lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Hàn đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Đặc trách báo chí bà Sarah Sanders cho biết hôm thứ Hai, Tòa Bạch Ốc đang xem xét lên kế hoạch. Trước đây, vào ngày 12 tháng 6, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về chương trình hạt nhân Bắc Hàn, nhưng bị chỉ trích là thiếu chi tiết các bước để bảo đảm ông Kim sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Hiện chưa xác định được thời gian dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai bên lề Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York được tổ chức vào cuối tháng này có lẽ là một cơ hội tốt. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton cho biết, ông không tin ông Kim sẽ tham dự sự kiện này. Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, ông sắp nhận được thư từ ông Kim Jong-un. Trong một cuộc họp báo, bà Sanders cho biết, mục đích chính của bức thư là đề nghị tìm cách sắp xếp một hội nghị khác với tổng thống của chúng ta. Chúng tôi đang xem xét và lên kế hoạch Bà Sanders cho biết sẽ tập trung vào cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo. Cuộc diễn binh tại Bình Nhưỡng hôm Chủ nhật là một tín hiệu tốt vì Bình Nhưỡng không ngừng tra bất kỳ hỏa tiện tầm xa nào. Tổng thống Trump đang cố gắng thiết lập một cuộc họp với ông Kim. Harry Kazianis, giám đốc nghiên cứu quốc phòng từ trung tâm vì lợi ích quốc gia tại Washington cho biết, không thấy hỏa tiện tầm xa trong dịp lễ kỷ niệm lần thứ 70 của Bắc Hàn là một lý do cho phép chúng ta lạc quan đảng cộng hòa kêu gọi các giảm thuế trước thêm bầu cử giữa kỳ đảng cộng hòa tại hạ viện hôm thứ hai đã đề xuất các giảm thuế mạnh mẽ hơn theo các chuyên gia đây là một nỗ lực bất khả thi chỉ nhằm để ảnh hưởng lên các phiếu bầu trong một bầu cử quốc hội sắp tới ngay cả khi đây là một sáng kiến bất khả thi kế hoạch này cũng có thể đưa đảng nhân chủ vào tình huống phải chống lại các giảm thuế Tổng thống Trump và các đảng viên Cộng hòa đang quảng cáo cho chính sách cắt giảm thuế hồi tháng 12 tạo ra đà thúc đẩy kinh tế, một chiến dịch quan trọng của phe Cộng hòa nhằm bảo vệ quyền lực của họ trong Hạ viện và Thượng viện. Đảng Dân Chủ nói rằng những khoản cắt giảm này chỉ giúp ích những người giàu có và các tập đoàn. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi nói, cải cách thuế 2.0 là chính sách thuế lừa đảo của GOP, chỉ giúp cho người giàu và tăng thâm thục vào ngân hàng quốc gia. Các khoản cắt giảm được thông qua hồi tháng 12 dự tính sẽ làm tăng thêm khoảng 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim thâm hụt ngân sách liên bang trong một thập niên. Theo Quỹ Thuế, một tổ chức tư vấn kinh doanh tại Washington cho biết, Đảng Cộng Hòa đề nghị nâng thêm 576 tỷ Mỹ Kim vào thâm hụt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn. Công ty đầu tư Kifi Bridges and Woods cho biết, bất kể giá trị kế hoạch cắt giảm thuế của GOP mang lại là gì, chúng tôi nghĩ đó chỉ là một chiến lược chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ vì không còn thời gian để quốc hội thông qua đề xuất nữa. Mặc dù vậy, các nhà lập pháp và chiến lược đảng Cộng hòa hy vọng một cuộc tranh luận mới về chính sách thuế sẽ giúp đảng khuếch trương thông điệp kinh tế lạc quan của mình. Đảng Cộng hòa đã phát hành một báo cáo của quỹ thuế dự báo nếu việc cắt giảm thuế tạm thời được áp dụng vĩnh viễn sẽ tạo ra 1,5 triệu việc làm và tăng lương. Ông Matt Gorman, phát ngôn viên của Ủy ban Quốc hội Cộng hòa nhấn mạnh, bất cứ khi nào chúng ta nói về các giảm thuế và nền kinh tế phát triển, đảng Cộng hòa sẽ giành được chiến thắng. Tuy nhiên, một số đảng viên Cộng hòa lo ngại có nhiều thành phần không ủng hộ sự cắt giảm SALT. Hàng chục đảng viên Cộng hòa đã phản đối kế hoạch cắt giảm thuế vào tháng 12 năm ngoái, dưới các khoản cắt giảm thuế của Tổng thống Trump và phe Cộng hòa. Thâm hụt ngân sách liên bang đã bắt đầu tăng đáng kể, dự tính sẽ vượt 1.000 tỷ Mỹ Kim vào năm 2019. Nếu điều này xảy ra, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ phải chịu một khoản thâm hụt lớn, chủ yếu đánh vào chính sách đảng Cộng hòa, vốn tự hào về chủ nghĩa bảo thủ kinh tế của mình. Bão Florence tiến đến Carolina, một triệu người được thông báo để di tản bão florence có thể đe dọa bờ biển carolina sau khi mạnh dần trở thành bão cấp thứ tư vào hôm thứ hai khiến một triệu người phải di tản nhc cho biết trong một bản tin mới nhất dự đoán florence sẽ là cơn bão mạnh và rất nguy hiểm khi nó đổ bộ vào thứ năm trên bản đồ quỹ đạo cơn bão cho thấy có khả năng florence đã đổ bộ vào bờ bắc carolina gần biên giới nam carolina đây là cơn bão mạnh nhất đe dọa lục địa Hoa Kỳ năm nay, tấn công vào Carolina. Nhà chức trách tại Virginia và Maryland cũng đã ban hành tình trạng khẩn cấp. Thống đốc quần đảo Bắc Mariana Ralph Torres đã gửi thư cho Tổng thống Trump hôm thứ Hai yêu cầu ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp để các quỹ thiên tài sẵn sàng cung cấp, hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng trước, dự đoán cơn bão sẽ đổ bộ và gây thiệt hại nặng cho các khu vực.